À, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2020, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Đinh Mão, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý. Và hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành niên mệnh lư trung hỏa, ngày Đinh Mão tức chi sinh cho can, có nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm lô trung hỏa, kỷ tuổi, tân dậu, quý dậu, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi quý dậu, ất mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa đội. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi, thành Mộc cục, xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân các bạn nhé. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Minh Đường, Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Thiên Ân, tốt tốt mọi việc, và hôm nay là ngày Trực Tinh, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải trừ được các sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Đó. Về các sao xấu trong ngày cũng có như là sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Địa Tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao Nguyệt Yếm Đại Họa, xấu đối với xuất hành, giá thú, sao Thần Cách, kỵ tế tự, sao phi ma sát, tai sát, kỵ giá thú nhập trạch, sao tội chỉ, xấu đối với tế tự, tố tụng, sao ngũ hư, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao không phòng, kỵ cưới hỏi. Và đặc biệt, ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 năm Canh Tý, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên á, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, cho nên với bạn tuổi Tý, bạn đang có cái điềm báo làm mất lòng người lớn nhá. Và bạn tuổi Tý, cái việc này không tốt cho bạn chút nào vì nó sẽ còn làm ảnh hưởng tới cái công việc của bạn về sau này nữa. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tý, khi cư xử với ai cũng phải nhớ là khiêm tốn, không nên nói quá nhiều bạn tuổi Tý nhá. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, tỷ kim chiếu mệnh dự báo cho bạn tuổi Tý có thể vấp phải những cái hiểu nhầm với người thân trong gia đình, đặc biệt là liên quan tới cái vấn đề về tài sản, tiền bạc. Một cuộc gọi nào đó vào cái buổi chiều đòi hỏi bạn tuổi Tý phải hết sức nỗ lực để có thể giải quyết được những cái vấn đề rắc rối, và bạn tuổi Tý bạn cần phải cẩn thận nhé. Sau một ngày làm việc vất vả thì buổi tối là cái thời gian để cho bạn tuổi Tý nghỉ ngơi một chút, cơ thể của bạn cần được cái sự hồi sức
để chuẩn bị cho những cái nhiệm vụ khó khăn hơn vào cái ngày hôm sau với bạn. Đó. Đặc biệt trong ngày mùng 5 tháng 8 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn. Vì vậy mà bạn tuổi Tý trong ngày này không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại hay là ký kết hợp đồng, xuất tiền nhiều trong ngày nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, thử học điều mới mẻ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, có nhiều việc không như ý. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, nên tránh xa tác động xấu. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, đừng lo lắng điều chưa xảy ra. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, kiên nhẫn từ việc nhỏ. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Sửu thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu ngày này, bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Sửu, bạn đừng có nghĩ ngợi về những cái chuyện quá khứ quá nhiều nhé. Và bạn tuổi Sửu, bạn hãy hướng tới hiện tại và tập trung cho những cái gì tốt đẹp nhất ở phía trước. Đôi khi rắc rối là do tính bạn tạo ra, chứ đừng có đổ lỗi cho người khác như cái cách mà bạn vẫn đang nghĩ đó nhé. Trong cái ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp ngày ngũ hành tương khắc. Cái điều này cho thấy những ngày thay đổi thời tiết liên tục như thế này, bạn rất dễ bị ốm lắm đó. Và bạn tuổi Sửu, bạn hãy quan tâm nhiều hơn tới cái vấn đề sức khỏe của mình. Vận động vừa phải là cách để cho bạn có được một tinh thần lẫn thể chất ổn định tốt hơn bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại như thế là khởi tạo, chôn cất, cưới gả, bởi ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020 âm lịch này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn. Vì vậy, với bạn tuổi Sửu trong ngày này, không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại và cũng không nên ký kết hợp đồng hay là xuất tiền lớn trong ngày bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, đừng bị bỏ hy vọng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, có kẻ muốn hãm hại. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, hãy sòng phẳng hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, tránh tiết lộ bí mật. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, hãy quan tâm mọi người hơn nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dần thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang gặp được ngày có tam hội xuất hiện. Cái điều này, đây là cơ hội để cho bạn tuổi Dần gặp gỡ một cái nhân vật đặc biệt nào đó, người phù hợp và có thể cùng bạn bước tới những cái bước dài hơi trong tương lai nữa đó. Tuy nhiên, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dần là bạn nên tránh đặt ra những cái câu hỏi không cần thiết, đề cập quá nhiều tới những cái thành quả của bản thân mình trong ngày nhé. Mộc khí vượng, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này không được tốt cho lắm. Có thể kỳ nghỉ ngắn hạn vừa qua thường xuyên di chuyển, cho nên với bạn tuổi Dần, bạn đang bắt đầu cảm thấy ngấm mệt. Và bạn tuổi Dần, bạn đừng có làm việc quá sức và rồi khiến cho bản mệnh bị mệt lử vào ngày hôm sau. Một tốc độ làm việc vừa phải sẽ giúp cho bạn cải thiện được cái chất lượng công việc,
cạn như là sức khuya nửa mạng tuổi Dần nhé. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, ngày này bạn đang đứng trước những cái nỗi buồn, những cái thất vọng riêng mà thương quan mang tới cho bạn. Đòi hỏi bạn tuổi Dần cần phải nỗ lực để thay đổi bản thân mình thông qua cái việc bồi đắp bằng một cái kỹ năng mới. Và bạn tuổi Dần, bạn chẳng thể đứng im mãi một chỗ trong khi mọi người vẫn đang không ngừng học hỏi để tiến bộ hơn đó bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy nhận được sự quan tâm của mọi người. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa hãy theo đuổi mục tiêu đến cùng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ cơ hội là do bạn tạo ra. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc tránh nói những cái điều không chắc chắn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim nên chia sẻ nhiều hơn đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mão thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Mão có được những cái khoảng lặng để cho bạn cảm thấy rõ tâm hồn của mình đang thư thái như thế nào. Tuy nhiên, nếu như bạn tuổi Mão muốn trốn tránh khỏi cái sự ồn ào của thế giới bên ngoài thì cũng đừng từ chối những cái lời mời, bởi vì thông qua cái sự tương tác bạn sẽ có được những cái cảm xúc tích cực hơn đó bạn tuổi Mão nhé. Mộc khí vượng, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi Mão trong ngày thứ hai này không được ổn định cho lắm. Một phần là do thời tiết và một phần là do sức đề kháng của bạn không được tốt. Và bạn tuổi Mão, nếu như bạn đang có cái bệnh gì, bạn nên thăm khám bác sĩ để tìm cách chữa trị phù hợp bạn tuổi Mão nhé. Ngày này là ngày mùng 5 tháng 8 năm Canh Tý. Hôm nay là ngày Nguyệt Kỵ. Vì vậy, bạn tuổi Mão không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại nhé. Như thế là khai trương, xuất hành, động thổ, cưới hỏi hay là xây cất cho bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy không biết hãy hỏi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa có nhiều điều kiện thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ tránh đánh giá chủ quan. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc công việc được ổn định. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim có tin vui về tình cảm nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này bạn đang chịu ảnh hưởng không nhỏ của ngũ hành tương hại gây ra cho bạn. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Thìn không nên tùy tiện trong ngày nhé. Trong cái mối quan hệ giữa bạn với người yêu thương, đây là ngày mà bạn cần phải suy nghĩ một cách sâu sắc về những cái vấn đề đang tồn tại giữa hai người nữa. Chính quan chiếu mệnh dự báo cho bạn tuổi Thìn trong ngày này đang nhận được một vài cái thông tin hết sức tích cực với bạn, và bạn tuổi Thìn bạn cũng nên chủ động hơn trong cái công việc của mình. Tuy nhiên, bạn tuổi Thìn bạn cũng cần phải điều chỉnh lại các kế hoạch mới nhất của mình để có thể đáp ứng được những cái lịch trình cho hiện tại nhé. Nhưng trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ tương khắc. Cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Thìn dễ gặp phải những cái vấn đề liên quan tới tiền bạc. Những cái kế hoạch trước đây của bạn về tiền nong có thể bị phá vỡ vì cái cách chi tiêu bộc phát của bạn rồi.
Ngoài ra, với bạn tuổi Thìn đang có cái dấu hiệu mà phải chi tiền cho những cái khoản nho nhỏ nhưng khá nhiều và gộp lại sẽ thành một cái khoản lớn với bạn. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, thời gian sẽ có câu trả lời. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, đừng làm mọi việc rối tinh lên. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, hãy tôn trọng ý kiến người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, học hỏi giúp bạn trưởng thành hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn ngủ đủ giấc là rất quan trọng nhé. Đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Ngũ hành tương sinh, cái điều này cho thấy cái vận trình công việc của bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang có được cái sự thuận buồm xuôi gió và có những cái dấu hiệu cho thấy kế hoạch mà bạn vừa tiến hành mới tham gia đang có cái dấu hiệu tốt đó. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tỵ, bạn để mọi thứ thuận lợi hơn về sau này thì ngay từ lúc này bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tập trung cho cái công việc, cho cái kế hoạch của mình nhé. Và đặc biệt ngày mùng 5 tháng 8 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn bạn tuổi Tỵ nhé. Chính vì vậy mà trong ngày hôm nay, với bạn tuổi Tỵ không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại, đặc biệt là không nên xuất tiền hay là ký kết hợp đồng liên quan tới tiền bạc. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, hãy giải quyết vấn đề triệt để. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, cảm ơn và trân trọng những gì mình đang có. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, nên tập trung vào bản thân. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, ngày càng thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, việc gì cũng phải có kế hoạch rõ ràng nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân.